xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của hải nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là những lưu ý khi mà các bạn đầu tư bitcoin bằng phương pháp dca nha thì uh, trong những video lần trước đó, mình đã hướng dẫn các bạn đầu tư bitcoin bằng phương pháp này rồi uh, cũng như là uh, hướng dẫn các bạn cách mà các bạn có thể đầu tư thì trong video này uh, chúng ta cần phải làm gì khi mà bitcoin tăng giá và khi mà bitcoin hạ giá thì chúng ta cần phải làm gì rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ nói khi mà Bitcoin tăng giá nha các bạn, à, các bạn không cần biết giá của nó là cao hay thấp ở thời điểm hiện tại, à, các bạn cứ mua 20% vốn cho mình, à, các bạn cứ phân bộ vốn đều ra nha, à, các bạn cứ vào 20% để mà các bạn lấy cái vị thế trước nha, rồi khi mà các bạn mua 20% vốn xong á, mà nó tăng giá liền á, thì lúc đó mình sẽ có lợi nhuận luôn các bạn và lúc đó chúng ta có thể chốt lời luôn và còn 80 phần trăm còn lại thì sao các bạn các bạn có thể phân bổ đều ra để mà các bạn mua nha Ví dụ các bạn phân bổ đều ra mỗi một lần các bạn có thể mua từ 5 đến 10 phần trăm và các bạn mua cái nào thì các bạn phải mua đều nha Ví dụ các bạn mỗi một lần các bạn mua các bạn mua 5 phần trăm thì cứ mỗi một lần mua là 5 phần trăm các bạn mua đều luôn Còn nếu mà 10 phần trăm thì các bạn phân bổ ra mỗi một lần là các bạn mua 10 phần trăm nha rồi ví dụ ở đây mình sẽ vẽ cái biểu đồ nha các bạn Đây cái biểu đồ ví dụ nó đang tăng giá Nó đang tăng giá tới cái mức này đây Thì uh, các bạn làm sao Thì các bạn cứ vào đây các bạn mua cho mình Mua 20% ngay chỗ này 20% nha Đây mua 20% ngay chỗ đỉnh luôn Rồi sau đó nếu mà nó tăng lên nữa Thì nếu mà nó tăng lên trên đây á Thì chúng ta có thể mà uh, chốt lời tại đây luôn Còn nếu mà ngay chỗ này nó giảm xuống nè Nó giảm nè nó giảm xuống thì sao các bạn thì các bạn cứ việc mua nha ví dụ nó giảm xuống bên dưới này nó giảm xuống đây các bạn mua cho mình 10 phần trăm nè nó giảm xuống nữa các bạn mua 10 phần trăm nè và nó giảm xuống nữa thì các bạn tiếp tục mua 10 phần trăm nè rồi tới đây nó tăng lên lại nè, các bạn cứ mua 10% nè, 10% nè đấy là các bạn phân bổ vốn đều ra cho nên chúng ta không sợ đu đỉnh nha. Nếu mà các bạn mua 20% bên trên nè và các bạn phân bổ đều ra càng xuống là các bạn càng mua nè thì cái giá trung bình nó nằm ở đây nè chứ nó không phải nằm trên đỉnh nha các bạn. Khi mà giá nó hồi lại nó hồi lại đây thôi là chúng ta đã có thể mà có lời rồi nha các bạn. Rồi và bây giờ khi mà Bitcoin giảm giá thì chúng ta làm sao các bạn à, Nếu mà các bạn vừa mua xong mà giá Bitcoin nó giảm Thì cái tâm lý của các bạn rất là sợ lỗ nha Nhưng mà các bạn không phải sợ gì cả các bạn Bởi vì chúng ta đã có kế hoạch phân bổ vốn từ trước rồi à, Bitcoin càng giảm chúng ta sẽ càng khói nha các bạn Vì khi ấy chúng ta sẽ có cơ hội để mà mua được Bitcoin ở cái giá thấp hơn À từ đó trước khi mà bitcoin tăng giá lại chúng ta sẽ có lợi nhuận cao hơn nha các bạn cho nên các bạn không lo gì cả khi nói chung là nó càng giảm thì là các bạn càng mua ví dụ nó giảm xuống các bạn mua 10% giảm xuống nữa mua 10% giảm xuống nữa mua mua 10% cho mình cứ việc mua vậy nha các bạn cho nên nó càng giảm là chúng ta càng có cơ hội để mà mua được bitcoin ở cái giá thấp hơn nha rồi tiếp theo đó là cái lưu ý thứ ba đó là các bạn phải biết đủ nha. À, các bạn phải lên kế hoạch từ trước đó là các bạn cần có lợi nhuận target là bao nhiêu phần trăm thì các bạn sẽ chốt lời. Ví dụ như là các bạn 20% các bạn chốt lời, 30% là các bạn chốt lời đấy. Cứ như vậy là đủ target là các bạn cứ việc chốt lời thôi và các bạn xác định đầu tư ngắn hạn hay là dài hạn nha chúng ta phải lên kế hoạch từ trước nha các bạn ví dụ như là các bạn có thể hâu hâu nó cũng có hâu nhiều dạng các bạn hâu ngắn hạn hâu trung hạn và hâu dài hạn là các bạn phải xác định kế hoạch từ trước nha các bạn có thể hâu à, 3 tháng hoặc là 6 tháng hoặc là thậm chí một năm hai năm đó là các bạn phải lên kế hoạch từ trước nha các bạn rồi và kế tiếp cái lưu ý thứ tư đó là vấn đề tâm lý nha các bạn. Đó là các bạn phải xác định tâm lý đầu tư là đầu tư dài hạn chứ không phải là đầu tư ngắn hạn hay là đầu tư bỏ tiền vào là có tiền liền nha các bạn. Bởi vì cái phương pháp DCA đó là một phương thức hâu coi nha các bạn. Chứ nó không phải là ng ngắn hạn đâu các bạn. Chứ không phải là giống như là future đâu các bạn. Cho nên các bạn đừng nghĩ tới cái chuyện mà giàu nhanh giàu mau được nha. Các bạn chậm mà chắc nha các bạn. À, nhiều người á tâm lý tiếp theo đó là nhiều người sợ bitcoin nó sẽ sập nha các bạn nhưng mà nếu mà bitcoin sập á thì cái thị trường crypto này coi như là biến mất luôn nha các bạn nên sẽ không có chuyện đó xảy ra nha rồi tiếp theo á đó là cái lưu ý thứ năm nè đó là các bạn mua bitcoin bằng phương pháp dci là các bạn không cần có nhiều kiến thức nha phương pháp dci bạn không cần có nhiều kiến thức bạn chỉ cần biết phân bổ vốn và lên một kế hoạch đó là hợp lý là được nha các bạn mình sẽ đưa ra một cái ví dụ cụ thể cho các bạn luôn ví dụ nếu lương các bạn là 10 triệu đây các bạn có thể chi tiêu cuộc sống các bạn tiết kiệm ra được 4 triệu thay vì các bạn tiết kiệm 4 triệu các bạn để im nó không sinh lời nhưng mà các bạn có thể dùng 4 triệu này để mà đầu tư nha các bạn thì các bạn có thể chi vốn ra ví dụ các bạn có 4 triệu đây thì khi ấy á, mỗi một tuần các bạn có thể dùng một triệu để mà mua Bitcoin nha các bạn các bạn không cần biết giá Bitcoin ở thời điểm đó là bao nhiêu ví dụ như là thứ hai đầu tuần là các bạn mua bỏ ra một triệu để các bạn mua thì thứ hai tuần sau các bạn cứ việc bỏ ra một triệu để mà mua đấy cứ vậy là các bạn mua 4 lần trong vòng mà một tháng nha các bạn hoặc là nếu mà các bạn có 4 triệu thì các bạn có thể chia nhỏ ra nữa chia nhỏ ra tới 8 lần mua nha mỗi một lần các bạn có thể mua 500.000 à, đầu tuần là các bạn ví dụ thứ hai các bạn mua 500.000 rồi thứ năm các bạn mua 500.000 rồi thứ hai lại các bạn mua 500.000 rồi thứ năm tuần sau là các bạn cứ việc mua như vậy mua đến nó hết 4 triệu thì thôi đấy cứ tháng nào các bạn cũng làm như vậy các bạn mua cho mình đều đặn từ 3 đến 6 tháng là các bạn sẽ có thể mà chốt lời nha các bạn chúng ta phải xác định đầu tư là như vậy nha rồi tiếp theo đó là cái lưu ý tiếp theo là lưu ý thứ sáu nè. Các bạn chọn cái sàn giao dịch nào để mà các bạn mua Bitcoin theo phương pháp DCA cho nó uy tín. Thì có hai cái sàn mà mình đề xuất cho các bạn luôn, đó là cái sàn Binance và sàn OKX nha. Thì hai cái sàn này là hai cái sàn thuộc top ở thời điểm hiện tại và uy tín nhất rồi các bạn và nhiều bạn có một cái thắc mắc đó, đó là nếu mà các bạn ít uh, các bạn mua các bạn để trên sàn luôn hay là các bạn rút về ví thì mình khuyên các bạn là các bạn cũng nên để trên sàn luôn bởi vì nếu mà chúng ta mua số lượng ít hết, thì chúng ta cũng không còn cần rút về ví đâu các bạn chúng ta mua trên sàn chúng ta bán trên sàn luôn cho nó nhanh nha các bạn và nếu mà các bạn sợ sợ mà sàn nó xảy ra sự cố hoặc là sợ sàn nó sập đó, thì các bạn có thể chia ra hai sàn thì uh, làm các bạn có thể chia ra làm hai một nửa là các bạn mua trên sàn Biden nè còn nửa còn lại thì các bạn có thể chia uh, uh, mua trên sàn OKX phòng trường hợp sàn nó sập nha các bạn nhưng mà cái trường hợp này cũng rất là ít xảy ra nha các bạn rồi cái lưu ý thứ bảy nè là các bạn chọn coi thì với cái phương pháp DCA này á là các bạn nên chọn nên mua những cái đồng coi nào thì mình khuyên các bạn là nên mua những cái đồng coi top thôi nha các bạn như là bitcoin nè eth hoặc là bnb nè còn những cái đồng coi như là meme coi hay là coi rác hay là lau cáp thì các bạn không không áp dụng phương pháp này nha à, vì à, ví dụ như bitcoin đi mà nó mà đau trên thì nó còn có thể à, đó là tăng giá khi mà nó up trên nha các bạn còn ví dụ như là các bạn mua những cái meme coin hay là lao cáp coin á, thì một khi những cái đồng meme coin này nó sập giá rồi á, là nó không bao giờ lên lại được nữa nha các bạn cho nên các bạn lưu ý nha các bạn chỉ mua bitcoin nè eth hoặc là bnb hay là hoặc là những cái đồng như là đồng tôn chẳng hạn đấy cho các bạn không nên mua những cái đồng à, coi rác nha rồi và đây là một cái ví dụ cụ thể nè, hôm trước mình có mua cái đồng tôn theo phương pháp sai nè, thậm chí mình mua ở cái giá đỉnh luôn đó là 8.2 đô nè, và mình bán ở cái giá đó là 8.0 đô nè, mình vẫn có lời nha các bạn. Bởi vì khi mà các bạn mua nè, à, ban đầu thì các bạn cứ việc à, mà bắt đầu các bạn có việc mua cho mình 20 phần trăm đi nó càng xuống là càng mua nè xuống nữa là mua nữa nè và nó càng xuống là càng mua nha các bạn chúng ta không thể nào biết đỉnh ở đâu và đáy ở đâu cho nên nó càng xuống chúng ta càng mua và nó lúc mà nó lên lại mình cũng mua theo DCA lên nè lên một chút mình mua nè lên một chút nữa mình mua nè lên một chút nữa mình lại mua nha các bạn cho nên khi mà chúng ta mua ở đỉnh nè mà chúng ta bắt ở đáy được á, là cái giá trung bình nó nằm ở giữa này nè các bạn ạ à. đây nằm ở giữa nè chứ cái giá mà DCA trung bình nó không có nằm ở cái giá 8.2 đâu cho nên các bạn không việc sợ nha đấy nó nằm ở giữa nè giá DCA nằm ở giữa này nè và khi mà nó lên một chút nữa nó thậm chí là nó chỉ cần bằng với cái giá đỉnh này thôi chúng ta đã có thể bán có lời rồi nha các bạn đấy đây là một cái ví dụ cho các bạn nhìn thấy cụ thể nha rồi và phương pháp DCA đó là một phương pháp đầu tư an toàn hiệu quả và rủi ro rất là thấp nha các bạn cho nên rất hợp với những người mới bắt đầu và các bạn không còn có nhiều kiến thức về thị trường ngay cả khi các bạn không có kiến thức các bạn cũng có thể áp dụng theo phương pháp này nha thì phương pháp đây là cái phương pháp đơn giản nhất rồi các bạn à, Chúng ta mua càng xuống là chúng ta càng mua à, Và khi mà nó lên giá thì chúng ta chốt lời thôi Thì đôi khi cái sự mà đơn giản á, nó sẽ hiệu quả hơn Hay là chúng ta nghiên cứu thị trường nhiều nó làm lộn các bạn ạ à. Đây là phương pháp rất thích hợp cho người mới bắt đầu nha Và hiện tại bạn nào chưa có tài khoản sang Binance hoặc là tài khoản sàn OKX á, Thì mình sẽ để cái đường link cho các bạn đăng ký tài khoản bên dưới phần ghi mình luôn nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau